Ok bạn, xin chào, mình là Vy Trà, xin chào các bạn đi, mình là Phương đây, mình là Vy Trà đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về tiếp cái vấn đề là cái phần Aura này. Thì video lần trước mình có thể hướng dẫn các bạn, hướng dẫn một cách sơ sài, nó thẳng thế là hướng dẫn một cách sơ sài là có thể làm sao kiếm được Aura, và mơ hồ chỉ là quay trong đó thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách mà các bạn có thể sở hữu cái phần Aura cũng như là cái phần hiệu ứng của sức mạnh của cái những cuộn giấy ha. Đây thì thường thường mình sẽ thôi từ từ mình thấy là cuộn dấu nói tiếp ha, cuộn giấy chứ hay giờ vô cuộn giấy nè như cách cũ hồi leo vào ha. Mình sẽ nói về cái cuộn giấy thì phần trăm mà những cuộn giấy á là mình sẽ nói sơ lược chơi trước ha. Những cuộn giấy này mình sẽ nếu mà muốn mở khóa nó hiện tại nó sẽ lock như thế này, nếu mà lần đầu nó sẽ lock cái phần rare, cái phần legend ở đây ha. Và hiện tại mấy thiết cột mình chưa có này, nó vẫn lock này. Thì các bạn sẽ cần mua 10 cuốn common là nó sẽ unlock cái phần rare, và mua 10 cuốn rare nó sẽ unlock cái phần legend. À, chắc chắn là mua 10 cuốn legend nó sẽ chắc unlock phần mấy thiết. À, mình hơi mua hơn 6 cuốn ở đây mà nó chưa unlock gì, chắc chắn là có thể 10 cuốn hoặc là 8 cuốn 9 cuốn gì đó ha. Yeah, thì mình nói sẽ nói cái cách mà các bạn có thể sở hữu cái thằng Aura này á. Thì thật ra là sẽ có hai cuốn secret cũng như là hai cuốn bí ẩn, có thể các bạn có thể quay ra từ những cuốn mythical và những cuốn legendary hay gọi là huyền thoại và thần thoại em. Thì mình ở trên hình mình sẽ hiển thị trên hình này à, là nếu mà các bạn ép từ enchant cho các bạn, enchant cho cái kiếm các bạn á, enchant cho cái kiếm các bạn bằng cuốn sách legend thì có tỷ lệ là 3%, 3% các bạn sẽ rơi ra cái cuốn sách hạnh phúc hoặc là cái cuốn sách bị nghiền rũ ha. Hạnh phúc cũng nghiền rũ là hai cái cuốn, là nói chung là cái cuốn mình dịch Google dịch là hạnh phúc, mình thấy nó sai sai nhưng mà nếu mà đúng hơn thì gọi là may mắn mới đúng. Cái cuốn hai cuốn này mình sẽ để cho mình hình ha, một cuốn may mắn nè và một cuốn bị nghiền rũ đó. Thì hai cuốn đó nó sẽ có tỷ lệ ra, nó hai cuốn đó gọi là secret cuốn ha, secret là good score ha. À, nói chung là tỷ lệ với legendary là 3%, còn với mythical là tỷ lệ là lên, nó được boost lên 10% từ những cuốn sách ha. Đó thì đó là những thông tin mới nhất em, thì chắc mình đã lấy được trên wiki và hy vọng nó là đúng. Cái phần trăm thì mình chắc chắn là đúng rồi, từ cuốn legend mới, chỉ từ cuốn legend và cuốn mythic trở lên thôi. Thì mình có tham khảo về phần trăm, tỷ lệ chủ yếu là tỷ lệ phần trăm mà các bạn có thể ép được ra từ cái cuốn mythical hoặc là cái cuốn legend thôi, và tỷ lệ chính xác là mình chưa biết được ha, đó chỉ là trên wiki. Tỷ lệ legend là 3%, và tỷ lệ mythic, cái cuốn mythic là 10%, các bạn có thể quay ra được ha. 3% đến 10% rất là đắt lỏ luôn ấy mọi người, mình phải cày cực khổ mới kiếm được nguyên liệu Leviathan và ép được cái những cuốn sách legend đó. Và chỉ có 3% thôi mà mình đã may mắn là sở hữu được cái cuốn sách bị nghiền rũa. Nghiền rũa không là may mắn lắm ha. Nghiền rũa thì các bạn sẽ một đổi một, mà các bạn sẽ bị một cái thứ gì đó để đổi đi một, để đổi lấy được một cái sức mạnh ha. Ví dụ mình đã đổi đi phần hồi máu của mình để lấy được phần hút máu, nó sẽ mạnh hơn cây thần ngâm cho sát thương. Thì cái cuốn ngược lại với cái cuốn hạnh phúc á, cái cuốn may mắn đi, cái cuốn may mắn nó sẽ ngược lại ha, là sẽ không cho các bạn bất kỳ bật cái gì, nó sẽ cho tất cả cho các bạn phần trăm các bạn có thể là may mắn cái là bút cái này bút cái kia bút cái này, mà các bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì cái hiệu ứng giống như hiệu ứng nghiền rũa ha, và các bạn sẽ bị điêu bút ấy, bị các bạn bị mất đi một cái một đối một ấy ha, các bạn sẽ được bút hoàn toàn luôn, không mất đi cái gì hết. Đó là cái cuốn quà cái cuốn sách may mắn ha. Còn xui xui thì vô cuốn nghiền rũ này hiểu rồi đó, giống mình đó, nhưng mà nó đẹp ha. Cái nghiền rũ này cũng hiện tại của mình là phần là cái cuốn hút máu, sẽ có những cái kiếm với cái tỷ lệ Aura khác nhau cũng như là cái kiếm may mắn nè, thì sẽ hầu hết sẽ có lửa điện cái kiểu quăng mà may ha, thì có hiệu ứng hầu hết là như thế, hầu hết là nghiên tố trong Blackwood những trái quỷ hiện tại mình có thể xem ấy. Mình nghĩ là như thế. Ok, thông tin của mình đến đây thôi các bạn, vào những video sau, bye bye.